ngắn hạn nó cũng nguy hiểm đấy. Anh em cứ để ra vài giây để lại ủng hộ cho em nhá. Hiện tại thì em phân tích một chút về cái nhóm đầu tư công này, cũng rất nhiều anh em quan tâm về cái nhóm này và cái câu chuyện về giải ngân đầu tư công rồi các thứ nó đang nóng lên từng ngày đúng không ạ, và ai cũng nói về cái câu chuyện này từ rất là lâu rồi, xem vị thế nó như thế nào nhé. Mọi người để ra vài giây để like ủng hộ cho em nhé. HBC thì buổi chiều hôm nay anh em là có canh mua thì có thể canh vùng dưới này 9.5 này. CTD thì vẫn đã gãy kênh rồi, tuy nhiên thì CTD đang có cái hỗ trợ đây 63. Theo em là anh em là có hàng thì không nên bán nữa, đợi canh hồi lên bán, còn mua mới thì anh em phải đợi chỉnh sâu hơn chút nữa. Đấy, về vùng 58 này này là anh em có thể bắt được với CTD. HHV thì ngày cái phiên breakout này nó đã có những dấu hiệu nó điều chỉnh, nó bị xịt rồi. Ngày hôm qua một cái vốn bán nó khá là lớn, hôm nay thì vốn bán nó không lớn, tuy nhiên nó đang có những dấu hiệu tích lũy suy yếu, và nếu mà nó xác nhận một tín hiệu ở đây thủng mất cái vùng ở đây là vùng giá 15.5 15.4 thì nó sẽ kích hoạt cái trạng thái nó sẽ giảm tương đối mạnh ở trong ngắn hạn, nên vị thế ngắn hạn anh em cũng phải theo sát. C4G cũng như vậy, hôm qua cũng một cây buôn bán khá là to và hôm nay thì đang chứng lại cái đà bán, tuy nhiên thì một cây buôn bán to như này và trước đó một cây breakout nó bị xịt thì anh em cũng phải cẩn trọng. Xu hướng về mặt trung hạn thì cũng đã tiệm cận những cái vùng đỉnh cũ ở trong trung và dài hạn, đây cái vùng đỉnh hồi tháng 8. Thứ hai là cái đường trung bình của nhà đầu tư nắm tầm hơn một năm vừa qua, và đỉnh này cộng với đáy chia đôi là đúng cái đường này. Đấy. Nên là anh em đầu tư công cũng cẩn trọng nha. G36 cũng tương tự luôn, G36 cũng tương tự này. FCN thì vốn bán không quá lớn, thì kịch bản tích cực thì nó tích lũy lại ở đây, tích lũy lại đây. Con này thì đỡ xấu hơn, ngày hôm qua là nó cũng lình xình tích lũy thôi, cũng không phải bán quá nhiều. VCS, KSB cũng như vậy. Anh em KSB cũng chú ý, viên hôm qua cũng một cái vốn bán to, tích lũy cũng khá là lâu rồi và cái động lực tăng nó không được nhiều. Xét là mặt trung hạn, trung dài hạn cũng là một cái vùng cản tương đối mạnh. Anh em nhìn thấy cái đường trung bình của 129 đến tuần. Đấy. Anh em nhá. Em nhóm này thì anh em cũng phải để ý nhá. PHC thì có câu chuyện về Long Thành này là tiếp tục tăng trần. Con này thì nó mới tăng thôi, là cơ hội nó vẫn còn có thể tăng tiếp được. Có hàng thì anh em vẫn giữ, mua thì không thể mua mới được. PHC thì khá là lâu rồi, cho anh em múc ở đây rồi. Đấy, một số anh em múc được cũng đã bán rồi. LDG cũng vẫn đang ok. BTC hiện tại cũng vẫn tạm ổn. Trên nền bán một số cổ phiếu ở phía trên á. Đạt Phương cũng vẫn ok. L18, LIG cũng vẫn ok. Vẫn nắm giữ được, mua mới thì anh em chờ đợi thêm. Đó là một số cổ phiếu đầu tư công nhé, anh em tham khảo. Cũng cẩn trọng mấy một số cổ phiếu có lực bán lớn và Brexit, anh em cũng phải chú ý ở trong ngắn hạn. Đấy, có hàng thì anh em cũng phải canh hàng thì chậm. Anh em nhớ để ra vài giây để like hộ chép đại nhá. Anh em thấy chia sẻ hữu ích thì like hộ chép đại. Đặc biệt là anh em nào chưa có tài khoản VPS thì có thể liên hệ với em đại để mở tài khoản hoặc là chuyển ID. Anh em nhá. Mở tài khoản hoặc chuyển ID để em đại add anh chị em vào cái room khách hàng. Room khách hàng rất là hữu ích luôn ạ. Đây là những cái room khách hàng của anh em. Buổi sáng hôm nay cũng cho anh em room khách hàng cho mua một vài mã rồi. Đây là room trung hạn, room trung hạn. Đấy, Novaland hôm nay room trung hạn cũng cho anh em bán 1/2 lợi nhuận là 36%. Sáng hôm nay bán khá là nhiều. DXG này, LMH này, BMI, TV Bank, DVG là máy sông Hồng, Masan, KSB đúng không ạ? Rồi bán khoảng tầm chục cổ rồi. Có cổ bán hết, có cổ bán 1/2. VCG buổi sáng chạm chốt lời. Đây là cái danh mục của anh em đang nắm, đúng không ạ? Đó. Danh mục của anh em đang nắm. Nắm khá là nhiều mã và dấu hiệu trong ngắn hạn có những dấu hiệu nó suy yếu thị trường thì anh em cho chốt bớt một phần. Đấy. Anh em nào mà chưa tài khoản thì nhớ liên hệ với em đại để mở tài khoản nó chuyển đi nhá. Thì đu em đại thì mấy hôm nay cũng có bắt một số cổ phiếu và cũng có chốt lời một số cổ phiếu, như là anh em mua được HNG này đúng không ạ, hàng đã về
lợi nhuận cũng khá ok. EIB mua ngày hôm qua, Novaland cũng đã chốt ngắn hạn 1/2. Đấy. Hay là gần đây nhất thì là anh em mua cho mua DDG chiều nay hàng về, hiện tại thì cũng đang lợi được một chút. VIC trong trung hạn đây, nó biên tập cái ảnh này đúng không ạ? Hay là VRE anh em cũng cho mua, hiện tại đang ngon cái hòa vốn. Hay là gần đây nhất đánh được một cái cổ phiếu cũng siêu lớn và lợi nhuận nó rất là ok là SGS, bán được 32%, mua khoảng T7 T10 rồi đó, cũng được 32% anh em nhá. Lợi nhuận nó rất là tốt ở trong ngắn hạn. Hiện tại vẫn còn giữ 1/2. Anh em mà chưa có tài khoản thì anh em nhớ liên hệ với em Đại. Đấy, mở tài khoản chuyển ID nó rất là nhanh thôi. Rất là nhanh. Chỉ cần mấy giây thôi. Đó, anh em nhá. Welcome anh em về với đội của em Đại. Đó, thị trường hiện tại thì vẫn đang rung lắc quanh cái vùng loanh quanh tham chiếu. Số lượng mã tăng là 115, số lượng mã giảm là 270. Đấy. Xanh vỏ đỏ lòng. Dòng tiền ở dạng mã tăng vẫn chiếm đa số. Nhìn trên bản đồ nhiệt ở đây thì BCG này, CTG này, đất xanh đang hồi này, EIB này. Đó, Liên Việt này, những ngân hàng đang giữ thị trường khá là tốt. Hôm nay thì có hoa sen Nam Kim đang hồi kỹ thuật này, HAG và HNG đang khá là tốt này. Tác động index hôm nay tích cực thì có BID, CTG, EIB, Novaland, Vietcombank, MWG, Liên Việt, ACB. Chỉ ngược lại thì Masan, VIX, Vinhome, BCM, Vietjet, Vinamilk, GVR, FPT, chủ yếu là VN30. Nhóm ngân hàng thì đang đỡ thị trường. Khối ngoại thì hiện tại họ đang mua vào 157 tỷ, thì bây giờ MSB lại được mua. MSB thì khoảng cách đây khoảng tầm nửa tháng thì bán liên tục, hôm nay lại mua tự doanh. Đây là cái thông tin ngày hôm qua. Thanh khoản hôm nay cũng là một cái phiên cũng không quá lớn so với ngày hôm qua. Thì hôm qua 500 triệu, hơn 550 triệu, hiện tại đang 440 triệu quý vị. Cũng là một cái thanh khoản nói về mặt mặt bằng chung thì nó thấp hơn khoảng tầm một tuần trở đây, nhưng mà nhìn chung là cũng vẫn tương đối cao. Ok, thị trường hiện tại thì vẫn đang diễn biến sideways. Vị thế trong ngắn hạn thì anh em cũng phải cẩn trọng anh em nhá. Giống như buổi sáng này em có chia sẻ mọi người đấy, cổ phiếu mà đang gặp cái áp lực bán mạnh và đang có nhịp hồi kỹ thuật thì anh em nên canh hạn thì chậm, còn việc mua mới thì anh em bình tĩnh. Trong khung 15 phút thì hiện tại nó đang có đúng ở cái vùng cản luôn. Nếu mà chiều nay nó mất đi cái vùng, em xin lỗi, lại để Novaland đi. Trên khung M15 thì đang có cái vùng hỗ trợ này, là cái vùng giá thấp nhất của ngày hôm qua là 1212. Nếu mà buổi chiều ngày hôm nay mất 1212 thì nó sẽ về những cái vùng hỗ trợ thấp hơn là 1208. Nếu tiếp tục mất 1208 thì nó sẽ về cái vùng nền dưới này, là quanh cái vùng 1200 kháng cự trên khung M15 phút. Buổi chiều ngày hôm nay nếu mà tích cực thì nó có thể hồi về quanh cái vùng 1220. Thì cái biên tích lũy ở trong khung M15 là bây giờ hỗ trợ là 1212, 1213 và kháng cự là 1220, tức là biên dao động khoảng 8-10 điểm. Nếu mà nó phá vỡ cái biên dao động này thì có thể nó sẽ có xác định một cái nhịp tích lũy, một cái kháng cự mạnh hơn nữa là quanh cái vùng 1230, 1235 ngày hôm qua nó xác lập anh em nhá. Vị thế trong ngắn hạn thị trường đã có một nhịp tăng rất là mạnh nên là anh em cũng phải cẩn trọng, và nó cũng chạm cái đường kênh giá này rồi. Đấy. Nên là anh em mua bán thì cũng phải cẩn trọng anh em nhá. Vị thế trong trung dài hạn thì thị trường vẫn khá là ok. Nếu mà có nhịp chỉnh ở trong ngắn trung hạn thì chúng ta có thể vào một cái vòng mới được, nhưng mà hiện tại thì chưa xác nhận cái điều đó, nên là anh em cứ bình tĩnh, anh em mua bán thì cứ bình tĩnh.